bán tải thuần điện Hummer EV Edition One giá 112.600 đô la. Gần một thập kỷ sau khi chiếc Hummer cuối cùng rời dây chuyền lắp ráp, GMC Hummer hồi sinh với bản thuần điện EV, đặt dấu mốc tương lai ô tô điện mới của General Motors. So với Hummer cũ, huyền thoại, ông vua địa hình, Hummer EV mới tinh giản thiết kế hơn nhiều, lưới tản nhiệt, tối giản bao bọc bởi đèn pha LED thanh mảnh, mẫu xe thêm cơ bắp nhờ cản trước hầm hố, giữ nguyên nét đặc trưng của mẫu xe off-road nhà GMC. Mui xe kiểu phẳng và có thể tháo rời, kính chắn gió cố định không gập xuống như Jeep Gladiator, trong khi cửa sổ sau điều khiển điện. Cụm đèn hậu LED với logo Hummer EV ẩn, cửa sau kiểu Multi Pro, 6 vị trí và thùng xe với nắp trượt, điều khiển điện. Trang bị bộ lốp off-road Goodyear Wrangler On Territory MT 35 inch, có thể vượt chướng ngại vật cao 457mm và lội nước sâu 610mm. Nội thất với nhiều công nghệ, bản đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch đặt riêng và hệ thống thông tin giải trí với màn hình 13,4 inch đặt nổi. Xe trang bị hệ thống camera Ultra Vision với 18 chế độ xem khác nhau, từ máy dò ảo cho đến camera gầm hỗ trợ tránh chướng ngại vật. Hệ thống thông tin giải trí hiển thị các tính năng off-road về tình trạng địa hình và điều chỉnh chức năng của xe. Chiếc bán tải của GMC trang bị hệ thống lái bán tự động Super Cruise mới nhất, cho phép tài xế rảnh tay trên hơn 321.869 km đường cao tốc, hỗ trợ công nghệ này tại Mỹ và Canada. Sức mạnh đến từ 3 động cơ điện với tổng công suất lên đến 1.000 mã lực, mô men xoắn cực đại 15.592 Nm, cho phép Hummer EV thuần điện tăng tốc từ 0 đến 97 km/h chỉ trong vòng 3 giây khi sử dụng hệ thống kiểm soát khởi động Watch to Freedom. Các động cơ điện nuôi bằng bộ pin công nghệ Ultium cho phép lăn bánh với quãng đường lên đến 563 km chỉ với một lần sạc. Bộ sạc 350 kW tương thích với tính năng sạc nhanh DC 800V. Khi sử dụng bộ sạc nhanh khoảng 10 phút cho phép xe đi được 161 km. Hummer EV có sẵn hệ thống lái 4 bánh với chức năng Grab Walk đi ngang như cua, có thể chạy theo hướng chéo khi cả hai bánh trước và sau đều xoay về cùng một hướng. Xe lắp hệ thống treo khí thích ứng với chế độ Eject Mode, cho phép tăng thêm 149mm để vượt địa hình khắc nghiệt. Đây là tính năng độc đáo nâng hạ gầm khi vượt địa hình. Theo kế hoạch, GMC giới thiệu phiên bản đầu tiên Edition One trong năm 2021 giá 112.600 USD với ngoại thất màu trắng, nội thất Lunar Horizon với nhiều điểm nhấn màu đồng. Sang năm 2022, GMC giới thiệu thêm bản Hummer EV 3X giá 100.000 USD với động cơ như bản Edition One nhưng công suất giảm còn 800 mã lực, mô men xoắn cực đại 12.880 Nm và khả năng di chuyển giảm còn 483 km với một lần sạc đầy. Mà vào đầu năm 2023, hãng xe Mỹ giới thiệu biến thể 2X giá 90.000 USD với hai động cơ điện công suất 625 mã lực, mô men xoắn cực đại 10.033 Nm và có thể di chuyển 483 km. Dự kiến 2024, GMC bổ sung bản rẻ 80.000 USD với động cơ như bản EV 2X nhưng giảm quãng đường xuống còn dưới 400 km. Trên đây là đánh giá tổng quan về chiếc Hummer EV thuần điện vừa mới được ra mắt, là đối thủ sừng sỏ của Ford F-150 Lightning 2022 thuần điện. Các bạn thấy thích video
vui lòng comment, like, subscribe kênh để đón xem những video giới thiệu những dòng xe mới nhất trên kênh YouTube Xe Flot Phú Mỹ. Cảm ơn.